Chào các bạn, hôm nay Phượng xin tiếp tục giới thiệu các bạn một cách làm bánh da lợn mới lạ nữa. Bánh mềm dẻo, chai giòn và rất là dễ đứt. Bánh rất là mềm mại nhưng không có tạo cảm giác ngán. Và cách làm này ngon hơn hẳn sau video lần trước mình đã chia sẻ cho các bạn. Và để qua ngày cũng không bị cứng thì sau đây mời các bạn vào bếp cùng Phượng. Để làm cái bánh da lợn thì đầu tiên mình sẽ cân đây là 100g đậu xanh, là khoảng là 1/2 cốc đậu. Đậu sau khi vo sạch thì mình sẽ cho 1 lít nước vào trong này để ngâm đậu. Và tiếp tục cho thêm 1 thìa cà phê muối. Và mình sẽ ngâm đậu 6 tiếng đồng hồ. Sau 6 tiếng đồng hồ mình sẽ vớt đậu ra và mang đi rửa sạch, sau đó sẽ mang đi đậu đi hấp. Đậu đã được rửa sạch thì mình cho vào trong cái nồi hấp mình hấp và mình sẽ hấp đậu 20 phút. Trong khi chờ đợi đậu hấp chín thì mình sẽ rửa cái lá dứa và mang lá dứa đi xay. Đây mình sử dụng 3 cây lá dứa là 65g lá dứa tươi. Lá dứa được rửa sạch cắt nhỏ thì tiếp tục mình dùng là 1 cốc nước, là 250ml nước mình cho vào để mình xay, nhưng mình chỉ lấy 200ml nước lá dứa sau khi vắt nước để mình sử dụng làm cái bánh này. Sau khi xay lá dứa xong thì tiếp tục mình chuẩn bị bột và nước cốt dừa, và đây là bột năng, bột gạo và bột nếp. Thì mình kết hợp 3 loại bột này để tạo cho cái bánh mềm dẻo dai và giòn. Rồi chuẩn bị thêm 2 lon nước cốt dừa, nhưng sử dụng cũng không hết, nhưng mình cũng chuẩn bị cho nó dư ra. Đầu tiên mình sẽ cân cái bột năng lên trước. Bột năng thì các bạn nào không biết thì tên tiếng Anh nó đây ạ. Ở đây mình sẽ đông là 125g bột năng. Đông bằng cúp thì tùy theo các bạn, đông có thể là, nếu mà đông mà cúp mà chặt đó thì là 130g, mà đông vơi vơi thì là 125g. Ở đây mình chỉ lấy là 125g bột năng thôi. Rồi tiếp tục mình sử dụng bột gạo, và bột gạo mình cũng đông là 125g luôn. Và cuối cùng là bột nếp. Bột nếp thì mình sử dụng 25g, và mỗi thìa canh là mình cân là 8g. Vậy là 25g tương đương với là 3 thìa canh và 1/4 thìa cà phê. Rồi tiếp tục là đường. Đường thì sử dụng 100g đường, là gần 1/2 cốc. Nếu mà 1/2 cốc thì tới là 110g á, thì mình đông là gần 1/2 cốc đường. Để làm cái màu xanh thì mình sử dụng đây là 200ml nước lá dứa, hoặc đông bằng cúp thì là 205ml nước lá dứa cũng được. Rồi để tăng thêm cái vị béo cho cái bánh của mình thì mình sử dụng đây là 300ml nước cốt dừa. Ngoài trời lúc này đang mưa thì mình nói lớn, có gì các bạn nghe giúp mình nhé. Hoặc là mình có ghi phụ đề bên dưới thì các bạn có thể nhìn vào mà thấy rõ hơn. Và để tạo mùi hương cho cái lá dứa cũng như cái màu xanh đậm thì mình sử dụng đây là 1/3 thìa cà phê hương lá dứa. Cái thìa này là thìa 1/2, nhưng mình cho cái hương lá dứa vào trong này là chưa đầy thìa, thì sử dụng khoảng là 1/3 thôi nhé. Cái bột sau khi mình trộn đường, nước cốt dừa, hương lá dứa vào và trộn đều lên thì cái dòng chảy nó như vậy nè. Nó hơi lỏng lỏng như vậy đó.
Để cái lớp bột màu trắng thêm đậm đà thì mình cho vào đây 1/4 thìa cà phê muối đầy. Và dùng thêm là 50g bột năng. Nếu mà đông bằng cốc thì 1/4 cốc và 2 thìa canh. Tiếp tục mình dùng thêm cái bột gạo là 35g bột gạo, tương đương với 1/4 cốc và 1 thìa canh. Để tăng cái vị béo cho cái lớp bột màu trắng thì mình sử dụng đây 1 lon nước cốt dừa, 400ml nước cốt dừa. Để cái lớp màu trắng này nó có hương thơm hơn thì mình dùng đây là 2 ống vani. Các bạn ơi, mình quên, chưa có cho đường vào nữa, mình xay khí thế luôn. Đây mình sẽ ngưng lại nhé, mình cho đường vào. Và mình cho 100g đường vào trong này. Và mình cũng đông đây là cấp 1/4 nè. Thì hai lần như vậy là gần 1/2 cấp á, là 100g đường á. Và mình cho vào mình xay tiếp nhé. Cái lớp bột màu trắng nó dòng chảy như vậy nè, nó hơi chậm hơn so với cái lớp bột màu xanh, nó hơi đặc hơn tí á. Bột đã lượt làm xong thì mình chia làm 7 lớp, màu xanh 4 lớp và màu trắng là 3 lớp. Còn dư lại thì mình sẽ đổ vào những khuôn nhỏ. Rồi mình chia đây là cấp 1/2 nè. Rồi mình chia đều cho 4 lớp luôn. Và lớp bột màu trắng cũng làm tương tự như vậy luôn nhé. Cái bánh này mình đổ 7 lớp thôi, đổ dày quá nó cũng không ngon nữa. Sau khi hấp 5 phút rồi thì mình sẽ cho lớp bột màu xanh đầu tiên vào. Và lớp bột đầu tiên mình sẽ hấp 5 phút, lớp bột thứ hai hấp 6 phút và lớp bột thứ ba hấp 7 phút. Và tương tự như vậy hấp cho đến lớp bột thứ bảy. Lớp bột thứ bảy thì mình sẽ hấp 22 phút và đậy cái khăn bên trên để cho nước đừng có gõ xuống. Rồi mình đậy lại nha, mình đợi 5 phút mình sẽ quay trở lại. Sau 5 phút thì mình mở nắp ra nè, cài giò cho nó các bạn nha. Đó, nhìn vào trong nè, nhìn vào trong mình thấy là cái lớp bột này nó trong trong lại đó. Rồi cho cái lớp bột màu trắng vào. Và lớp bột màu trắng này sẽ hấp là 6 phút, cứ mỗi lớp bột là tăng thêm 1 phút. Cái lớp bột này, lớp bột thứ bảy rồi đó, mình đậy lại và mình hấp 22 phút. Sau 22 phút mình sẽ mở ra nè, đó đẹp chưa nè các bạn ơi. Màu xanh đẹp chưa nè, rồi dùng tăm mình thử bánh. Cái có thể là có một ít lớp bột nó dính vào trên cái tăm này mà trong veo là được. Rồi mình cho cái khuôn nhỏ vào mình hấp tiếp. Bây giờ là cũng lúc chiều rồi, nếu mình đợi 4-5 tiếng thì cái bánh mình nguội hẳn mới lấy ra khuôn được. Bây giờ mình sẽ cho vào trong đá để cho nó nhanh nguội. Mình lấy ra cho nó nhanh để mình quay cho các bạn xem. Nếu mà trời tối quá thì nhà mình không có đèn rõ nên các bạn khó có thấy được. Đó, mình cho đá vào mình cho nó nhanh nguội hơn. Và có một cái ưu điểm là cái bánh sẽ giòn hơn. Tuy nhiên thì cái bánh nó sẽ không đẹp. Và nếu mà làm nguội nhanh như vậy á thì bên ngoài nó nguội, bên trong chưa nguội thì tách lớp rất là khó. Thì nếu mà ở nhà ăn thì các bạn để nguội tự nhiên á. Ở cái bánh mình bên ngoài thì nó đã nguội rồi, nhưng bên trong nó vẫn còn hơi nóng nóng á. Giờ mình cắt ra luôn, vì giờ này chạng vạng tối rồi đó. Cái bánh nó còn hơi nóng á, thì mình tóc thì nó hơi dính hơn, các bạn để nguội hẳn luôn á. Thì cái bánh mình tách lớp rất là đẹp nhá. Và cái bánh này cái độ dai giòn vừa phải lắm, kết hợp giữa ba loại bột lại với nhau á, ăn rất là ngon luôn á. Ngon hơn so với video lần trước mình đã chia sẻ cho các bạn rất là nhiều. Để qua ngày rồi cái bánh cũng không có bị cứng nữa.
mình cắt các bạn thấy là cái độ mềm đó nè, mềm dẻo và cảm giác nó không quá dẻo để tạo ra cái gì cảm giác mình ăn nó ngán, và dẻo dẻo mềm mềm, cái lớp đậu xanh thì béo béo thơm thơm có hương vani, cái lớp màu xanh thì hương thơm của lá dứa, ăn ngon lắm các bạn, hãy một lần làm thử nhé. Và trong video tiếp theo mình xin giới thiệu các bạn cách làm bánh sủi cảo tại nhà rất là đơn giản và dễ làm, bạn nào cũng có thể làm được. Cái bánh sủi cảo bên ngoài thì nó trong veo đẹp mắt, và bên trong cái nhân tôm thịt rất là đậm đà. Khi mình gấp cái miếng sủi cảo mình cảm giác nó rất là mềm mại, và mình ăn vào có cảm giác là mềm mềm, thơm thơm, còn giòn của những con tôm trong này á, ăn ngon lắm, cộng thêm ít rau cải nữa, ăn đỡ ngán lắm. Và để tiện cho việc xem video tiếp theo thì mời các bạn hãy nhấn nút đăng ký bên dưới video, để khi mình đăng video mới thì các bạn là người đầu tiên nhận được thông báo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Sức khỏe tâm sinh, kênh chia sẻ kiến thức về sức khỏe và thực phẩm, chia sẻ những thông tin hữu ích nhất cho cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng. Hãy đăng ký kênh để đón nhận được những thông tin hữu ích nhất.